Hello, chúng tôi xin được chào đón tất cả quý vị trở lại với kênh Việt Mỹ Channel. Thưa quý vị, trong chương trình đi sâu vào những cái đề tài y khoa thì một trong những cái đề tài mà chúng tôi chọn trong ngày hôm nay đó là đột quỵ não và xuất huyết não, mà Rachel nghĩ rằng cái đề tài rất quan trọng. Trước tiên thì Rachel xin được gửi lời chào đến giáo sư bác sĩ Phạm Hiếu Liêm. Chào Rachel và kính chào quý khán giả. Dạ, trước tiên thì bác sĩ Liêm khỏe không? Có thường thường thì bác chủ rất là thích những cái chốt ở trong bệnh viện của bác sĩ. Trước khi mà vào cái chương trình này là cũng chương trình rất là nghiêm trọng, thì nhẹ nhẹ một tí xíu. Tôi thì khỏe, cảm ơn Rachel. Dạ, có chốt gì muốn chia sẻ không? Có chốt thì đó thì hai ông già vào khám bác sĩ. Tại vì tôi là chuyên về lão khoa, thành ra tôi chuyên tôi nói dốt về ông già đi khám bác sĩ. Yeah. Thì ông già đi khám bác sĩ, ổng lãng tai, thì bà già phải đi vào trong phòng với ổng. Thì bác sĩ khám ổng xong, thì bác sĩ nói tôi có tin vui và tin buồn để cho ông biết. Ổng không nghe, thì ổng quay qua bà già, ổng nói bác sĩ mới nói gì vậy? Cái bà già nói lớn tiếng lên, nói bác sĩ có tin buồn và tin vui cho ông. Ông muốn nghe cái gì? Nói bác sĩ cho tôi tin buồn trước rồi đến tin vui. Thì bác sĩ nói tin buồn là ông có bệnh này nghiêm trọng lắm, ông có thể chết. Nhưng mà tin vui thì cái cách chữa rất dễ, ăn cơm nhà thiệt ngon là hết bệnh. Ông già quay qua bà già nói ông bác sĩ mới nói gì? Cái bà già nói là ông bác sĩ tôi nghĩ là ông nói ông sắp chết rồi. Tại vì làm gì có cơm nhà ngon ăn, bà biết là sao không hiểu hả? Không hiểu hả? Dạ không, chắc nói tiếng Anh thì phải hiểu. The bad news is that you have this serious disease that can kill you. Dạ. The good news is the cure is very simple. All you need is good home cooking and you'll be cured. And so bà này bà không có cook good cho nên là chắc rồi. Chắn là bà ổng không được cure. Đúng rồi. Ê, trời ơi. Bà biết rồi, thành ra nói gì cho lôi thôi. Cho nên là chắc chắn là ông sắp chết rồi, tại vì không có cách chữa. The doctor said that you're going to die. Tại vì good home cooking là ảo mộng. Ảo mộng, dạ. Yeah. Nếu mà chồng của Rachel mà trong cái tình trạng bệnh như vậy thì chắc ông cũng là ảo mộng. Tại vì Rachel không có nấu ăn. I'm so bad at that. Ok. Rồi, cảm ơn bác sĩ Phạm Hiếu Liêm. Chỉ là chốt thôi, ok. Yeah. Rồi, thưa quý vị, cười một tí xíu để trước khi mà chúng ta vào cái chương trình này nha. Tại vì cái chương trình này thì khi mà chúng ta nghe cái gì mà đến đột quỵ hay là não mà nghe cái gì xuất huyết thì thường thường mình rất là lo sợ. Thì thôi bây giờ Rachel không nói nữa, Rachel xin nhường lại cho giáo sư bác sĩ Phạm Hiếu Liêm. Rachel xin mời. Đây, hôm nay thì mình nói về xuất huyết não, tại vì đột quỵ não là nó có hai loại. Cái loại mà đa số là do nghẽn mạch máu não, và cái loại mà thiểu số là do xuất huyết não. Mình sẽ nói về cái nghẽn mạch máu não trong một cái chương trình khác. Xuất huyết não cũng may là nó không có xảy ra thường xuyên, nhưng mà khi nó xảy ra thì nó rất là cấp tính. Người mà bị xuất huyết não sẽ bị nhức đầu rất là dữ dội. Có ai ở đó mà đo cái huyết áp thì huyết áp nó lên rất là cao. Thí dụ như 180 hay là 200, có khi là 220. Thành ra cao ghê lắm. Bình thường áp suất về systolic, tức là thu tâm, nó không nên quá 140. Nhưng mà người bị xuất huyết não thì cái áp suất nó lên tới 180, 200, 220. Và nhức đầu dữ dội, bị nặng hơn thì sẽ đi vào hôn mê. Khi đi vào hôn mê đó là cái xuất huyết não nó đã làm áp suất ở trong cái sọ nó lên cao quá, nó đè vào cái não. Thì khi nó đè vào cái não, nó đè xuống cái phần thấp của não, thì người bệnh nhân bị hôn mê. Trong trường hợp mà đi vào bệnh viện kịp đó, có thể sống sót. Nhưng mà trong trường hợp mà đi vào bệnh viện không kịp đó, thì cái não nó bị chết đi, mặc dù tim vẫn đập, phổi vẫn thở, nhưng mà cái não nó đã chết rồi, không có cứu lại được. Nhưng mà khi vào bệnh viện kịp đó, nếu mà người bệnh mà có một cái
gọi là aneurysm, nó giống như là cái bong bóng nhỏ nhỏ ở trong cái mạch máu não đó. Bác sĩ chuyên khoa về giải phẫu thần kinh mổ ra, họ kẹp được cái đó kịp thời đó, và họ loại cái khối huyết ra khỏi não, người bệnh sẽ sống. Trong trường hợp các chảy máu khác, thí dụ như người ta té hay là người ta bị tai nạn xe cộ rồi bị chảy máu mà cứu kịp thời thì bác sĩ cũng mổ và cầm máu và cứu được. Chuyên khoa của tôi hồi trước, tôi chuyên về bệnh dementia Alzheimer's, thì trong cái Alzheimer's nó có cái beta amyloid. Có một số người và gia đình không may bị cái beta amyloid đó, thay vì nó làm vào trong cái não Alzheimer's, nó lại đi vào trong cái mạch máu, thành ra bị gọi là amyloid angiopathy. Những người đó hồi trước mà làm biopsy là sinh thiết, rồi mình nhuộm một cách nhuộm gọi là Congo Red, mà thấy cái beta amyloid ở trong mạch máu đó, thì mình chỉ khuyên họ là đừng có uống aspirin, đừng có ăn nấm mèo đồ này kia, đừng có uống thuốc loãng máu. Nhưng mà thật ra là những người đó họ sẽ bị xuất huyết não và chết mà không 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 có cách gì chữa. Nhưng mà gần đây FDA của Mỹ họ chấp thuận một vài thuốc chữa Alzheimer's, thật ra là để trị cái beta amyloid protein đó. Tôi hy vọng là cái thuốc đó cũng sẽ giúp những cái người bệnh không may mà bị cái gọi là amyloid angiopathy, nó sẽ không bị chảy máu ở trong não. Nhưng mà đa số những cái người mà bị chảy máu trong não là bẩm sinh đã có cái bong bóng đó ở trong 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 não rồi, gọi là aneurysm, brain aneurysm, hay là do bị huyết áp cao, rất là cao mà không bao giờ chữa, không bao giờ biết để mà chữa, thì nó cũng gây aneurysm. Mà cái này không phải là bẩm sinh, mà cái này là do cái huyết áp quá cao, hay là do một cái cơn huyết áp nó lên rất cao rất lẹ, và nó làm nó cái gọi là hypertensive encephalopathy. Cái đó cũng có thể làm vỡ mạch máu và xuất huyết não, hay là do tai nạn như tôi đã nói. Và cái amyloid angiopathy là cái mà hiếm nhưng mà nó cũng có xảy ra, mặc dù rất là cấp tính, trong trường hợp không cứu cấp được thì sẽ chết. Nhưng mà những cái người mà được mổ và sống sót thì lại phục hồi giỏi hơn, nhanh chóng hơn, và nhiều khi phục hồi tốt hơn là những người mà bị đột quỵ não do bị nghẽn mạch máu não. Đó là một cái đề tài khác mà tôi sẽ nói trong một cái bài khác. Nhưng mà nói chung lại là cái đột đột quỵ não do xuất huyết não là một thiểu số của đột quỵ não chứ không phải là đa số. Đa số là bị nghẽn mạch máu não, nhưng mà đột quỵ não do xuất huyết não rất là cấp tính và rất là nguy hiểm, và cái lý do là bẩm sinh đã có cái aneurysm hay là huyết áp cao mà không có chữa. Trong trường hợp rất hiếm thì có bị cái gọi là amyloid angiopathy. Dạ, cảm ơn bác sĩ Liêm. Và thường thường khi mà mình những người mà không có biết nhiều về y khoa gì hết á, thì bình thường người ta ưa nói rằng là bị bệnh tim hoặc là bị đột quỵ, chỉ là đột quỵ thôi cái là chấm hết rồi. Cho nên thường thì người ta sử dụng cái từ đột quỵ như vậy, có nghĩa là chính xác nó là gì ạ? Đột quỵ tức là đang bình thường tự nhiên té xỉu, hay là té bị liệt một bên, hay là bị té mà huyết áp rồi xuống rất thấp không có đứng dậy được, thì cái đó gọi là đột quỵ. Việt Nam hồi trước gọi là trúng gió. Dạ. Nhưng mà cái đó nó không chính xác, cái đó nó chỉ là bao quát quá, mình chỉ biết là người đó đang bình thường rồi ngã cái bụp xuống thì mình chỉ nói là người đó bị đột quỵ thôi. Nhưng Thì mà chính xác là đột nó phải quỵ có những cái não, lý do của nó. đột quỵ não và đột quỵ tim nó khác nhau. Dạ. Rồi đột quỵ não thì có hai loại, do nghẽn mạch máu hay là do xuất huyết. Thì hôm Dạ. nay vì vì Rachel có biết một người bị xuất huyết não, Rachel nói tôi nói về xuất huyết não thì tôi nói về xuất huyết não. Dạ. Đó thì ngày hôm nay quý vị nghe như vậy thì bình thường thí dụ như mà mình không có học nhiều về y khoa hay là qua những cái chương trình như thế này thì mình có thêm kiến thức nữa. Thì khi mà mình thấy người nhà của mình bị cái gì đó hay là ai hỏi là ồ bị sao thì ít nhất là mình nói là
bị đột quỵ não hay là đột quỵ tim hay là như thế nào đó, thay vì chỉ đột quỵ không hay là trúng gió thì nó bao quát quá, nó không có chính xác lắm. Với lại là một trong những cái yếu tố để mà dẫn đến cái xuất huyết não như thế này thì khi mà Rachel đọc thì nói rằng là giới tính thì nam thường thường bị nhiều hơn nữ, thì có chính xác không bác sĩ Liêm? Chính xác, nhưng mà những năm về sau này, tại vì một vài cái bệnh tim, bác sĩ cần phải cho thuốc, uống thuốc loãng máu. Cái số người bệnh uống thuốc loãng máu, hồi trước là uống thuốc Coumadin, không có theo dõi cái gọi là protamine time thường xuyên, cái gọi là PT đó, thì có khi bị tai nạn xuất huyết não vì cái máu quá loãng. Bây giờ thì uống mấy cái thuốc khác như Eliquis chẳng hạn thì ít độc hơn chút, nhưng mà cũng phải cẩn thận vì khi té đó thì dễ bị té, mà đập đầu thì dễ bị xuất huyết não. Có cái bệnh di truyền nó gọi là hemophilia đó, thì trong cái những cái gia đình đó người ta không cầm máu được, thành ra cũng bị xuất huyết não dễ dàng, thành ra phải cẩn thận. Dạ. Khi mà nói về cái yếu tố mà xuất huyết não thì mình nói về giới tính rồi, bây giờ còn cái tuổi tác thì thường thì mình thấy rằng những người lớn tuổi thì dễ bị bệnh hơn, nhưng mà ngược lại ở trong cái vấn đề là xuất huyết não này thì khi mà Rachel đọc bài chia sẻ về cái điều này đó thì người ta nói rằng là bệnh xuất huyết não này thường xảy ra ở người trẻ tuổi, thì có đúng không ạ? Vì cái bẩm sinh nó bị cái aneurysm, tức là cái bong bóng ở trong não đó, mà cái mạch máu nó giống như cái bong bóng đó, nó phình ra mà nó yếu hơn, thành nó dễ bị xuất huyết não. Thì cái đó là bẩm sinh, sinh ra là đã có rồi. Thành ra thường thường là những người trẻ 20, 30, 40 khi không cái lăn đùng ra. Đó thì cái đó cũng có. Nhưng mà người già đó thì thường thường là té đập đầu mà đang uống thuốc loãng máu do bệnh tim cũng bị xuất huyết não, hay là huyết áp cao lâu ngày mà không có chữa, hay không có chữa cho đúng thì cũng dễ bị xuất huyết não. Có trường hợp thay vì Alzheimer's, cái beta amyloid nó đóng mảng trong tế bào não, bây giờ cái beta amyloid nó đóng trong cái thành mạch máu, nên gọi là amyloid angiopathy, thì mấy người đó cũng bị xuất huyết não. Mà thường thường cái phần trăm của cái người mà bị xuất huyết não như thế này là khoảng chừng bao nhiêu bác sĩ? Ít, tôi không nhớ, nhưng mà không có nhiều. Là nghẽn mạch máu não, giống như bác sĩ Liêm nói là bị nhiều hơn, thường xuyên Nhiều hơn là hơn xuất huyết não. thường xuyên, đúng rồi. Thường thường khi bị đột quỵ não là do nghẽn mạch máu não, cái đó thường thường xuyên hơn. Nhưng mà cái nào nguy hiểm hơn à? Xuất huyết não nó nguy hiểm hơn, nhưng mà nó nếu mà sống sót hồi phục tốt hơn. Nhưng mà những người mà đã bị ví dụ như là xuất huyết não hay là bị bệnh liên quan tới não rồi, khi mà họ bình phục lại đa phần là bị những cái triệu chứng hậu khác đúng không? Là tại vì não có đường dây, đường nhợ nhiều, nó có nhiều cái nerve. Tùy theo cấp tính mà được can thiệp kịp thời đó, thì có nhiều người bình phục rất tốt. Ví dụ như một người đang làm tổng thống Mỹ, ông Joe Biden. Ông Joe Biden lúc ông làm thượng nghị sĩ, ông năm mươi mấy tuổi, ông bị xuất huyết não, họ đưa vào bệnh viện kịp thời, có cái aneurysm họ kẹp lại, rồi ông bình phục khá hoàn toàn. Ông là tổng thống dở theo ý tôi, nhưng mà nếu là nạn nhân của xuất huyết não mà bình phục đó, đó làm tổng thống Mỹ đó. Dạ hiểu. 50 mấy tuổi mà ông bị như vậy mà bây giờ 80 tuổi vẫn còn làm tổng thống là ít nhất là cho mình thấy rằng là bệnh xuất huyết não là nếu như mà giống như bác sĩ Liêm có chia sẻ, nếu như mà được chữa trị sớm thì vẫn có thể là được bình phục rất là tốt. Dạ, cảm ơn bác sĩ Liêm. Với lại là vì mình còn thời gian thôi, bây giờ mình nói thêm cái phần là nghẽn mạch máu não, tại vì bác sĩ Liêm nói là cái phần này là đa số người bị đó, thì xin mời bác sĩ Liêm chia sẻ thêm về cái phần nghẽn mạch máu não. Nghẽn mạch máu não là đa số những người mà gọi là bị đột quỵ não hoặc bị nghẽn mạch máu não. Đột quỵ này nó cũng hơi khác cái xuất huyết não, tức là người bệnh khi không nó tự nhiên không có nói được, hay là tự nhiên một bên con mắt thấy không rõ. Đó là nó gọi là transient ischemic attack, TIA, transient ischemic attack. Sau vài phút, nội trong một ngày á, hoàn toàn bình phục trở lại. Nhiều khi người nhà hay là người bệnh mừng quá rồi không làm gì cả,
Nhưng thật ra đó là một triệu chứng xấu, tại vì nếu bị TIA như vậy sẽ bị đột quỵ nặng hơn trong một cái thời gian ngắn sắp tới. Thật ra khi nào mà bị TIA, transient ischemic attack như vậy là phải đi khám bác sĩ emergency care ngay để mà điều tra và điều trị thì sẽ ngăn ngừa được cái đột quỵ nặng hơn. Nhưng mà cũng có nhiều người không có TIA rồi bị đột quỵ, tự nhiên một bên bị liệt hay là yếu hẳn đi, cầm cái gì cũng rớt lên rớt xuống, hay là nói năng không ra, hay là ai nói thì không hiểu. Ví dụ như một ông đang làm thượng nghị sĩ của Pennsylvania, đảng Dân Chủ đó, ai nói gì ông không hiểu, gọi là receptive aphasia. Còn khi mà mình nói không được, gọi là expressive aphasia, tùy theo là bị đột quỵ não ở bên phải hay là bên trái của não. Nhiều nhiều triệu chứng nó như vậy, và cái lý do của đột quỵ não là do có một cái cục máu đông nó đóng trong một cái mạch máu của não. Tùy theo cái vị trí của cục máu đông đó gây cái phần não mà nó bị bế tắc, không có tuần hoàn, nó bị hư hại, gọi là ischemic stroke. Nếu lý do có cái cục máu đông đó thì đa số là do bệnh tim và cái nhịp tim nó không có điều hòa. Có một cái trường hợp gọi là atrial fibrillation, tức là rung tâm nhĩ đó, nó gây những cục máu nhỏ nhỏ gọi là embolism, nó đi lên đó. Còn có loại là do cái mạch máu nó bị cứng, do tuổi già, bị calcium, bị cholesterol nó rỗng, rồi khi máu nó tụ lại ở đó nó làm thrombose, có khi có bị gọi là thromboembolic, gây ra cái nghẽn mạch máu não. Nên nó có thể là do bệnh tim hoặc là bệnh mạch máu nó đưa tới như vậy. Mà cái bệnh mạch máu thì đa số là do bệnh huyết áp cao lâu ngày mà không có chữa cho đúng thì nó làm cái bệnh mạch máu. Trong lịch sử Việt Nam mình có vua Quang Trung Nguyễn Huệ đó, thì ông chết vì vậy. Cái bệnh cao huyết áp cũng là rất là nguy hiểm, gọi là silent killer. Thì thường thường là mỗi khi đi khám bác sĩ thì nên đo huyết áp. Bây giờ nó mấy cái máy đo huyết áp nó rẻ tiền, nó bán đầy ra, thì mình có thể mua về nhà mình tự đo cho mình. Nếu mà bị bệnh tim mà do atrial fibrillation, tức là rung tâm nhĩ, đó là do bệnh valve của tim đó, bệnh bác sĩ nhiều khi đề nghị là nên uống thuốc loãng máu. Hồi trước là phải uống Coumadin, nhưng mà bây giờ có thuốc nó ít độc hơn chút, như Eliquis, thì phải theo theo bác sĩ cho thông thường. Còn cái bệnh mà vì có một đột quỵ mà vì cứng mạch máu não do xơ cứng rồi có calcium hay là có cholesterol, thường thường là uống thuốc chống tiểu cầu như là aspirin hay là clodipogel, là những cái thuốc mà bác sĩ sẽ cho để uống để ngừa khỏi bị đột quỵ trở lại. Có người hỏi là mà tôi uống aspirin thì tôi sẽ không bị stroke. Cái đó, cái bằng chứng khoa học nó chưa rõ ràng. Nếu mà có bị stroke rồi đó mà bác sĩ khuyên nên dùng aspirin thì cái đó bằng chứng khoa học nó rõ ràng hơn. Còn nếu chưa bao giờ bị stroke mà uống aspirin thì cái đó chỉ để cho người bị tiểu đường loại 2 thì có thể ngừa, nhưng mà những người không có bị tiểu đường loại 2 uống aspirin nhiều khi bị chảy máu trong bao tử rồi, nhiều khi chưa chắc là để ngừa được cái stroke, tại vì chưa hề bị. Cảm ơn bác sĩ Liêm. Cái việc mà bị những cái khối u của máu hay là máu nó đông lại nó nằm ở trên đó để nó làm nghẽn mạch máu như vậy thì có phải đây là một trong những cái lý do mà tại sao con nít đó khi mà nó chơi nó mà té mà mình cảm thấy nó bị đập đầu, đa số mọi người cứ nói tuy là sau đó nó ngồi dậy nó vẫn cười nói chuyện bình thường nhưng mà mọi người thường thường ưa nói rằng dẫn bé đi đi để mà x-ray để chắc là cái đầu nó không có gì thì có đúng không bác sĩ Liêm? Cái đó là nếu có là do xuất huyết não chứ không phải là do nghẽn mạch máu não. Nếu mà té mà đập đầu là nếu mà có bị là bị xuất huyết não. À là tại vì nó té rồi nó bị chảy máu ở Nó trong là đầu rồi nè. hematoma. Tiếng Việt nó không có rõ ràng. Hematoma là cái một khối máu chảy ở trong trong não. Nghẽn mạch máu não là do thromboembolism, tức là nó nghẽn ở trong cái mạch máu. Nếu mà bị té đập đầu là tại vì nó vỡ cái mạch máu rồi nó chảy máu ra.
Mà trước khi những cái chuyện này xảy ra hay là nó vừa mới xảy ra thì làm sao mình biết được ồ đây là cái triệu chứng này, đi bác sĩ liền đi ha. Thì làm sao mình có thể là nhận biết được? Rachel hỏi tôi về trường hợp nào, trường hợp bị đột quỵ não hay là trường hợp con nít bị té đập đầu? Dạ chắc có thể là tại vì mình đứng ở bên cái phương diện người không phải trong ngành y đó, thì thí dụ như người nhà của mình mà ai mà bị nhức đầu một cách mà nghiêm trọng trầm trọng luôn, mà cái kiểu mình không biết được là cái lúc nào nó sẽ là xuất huyết não, mà lúc nào nghẽn máu não, hay là cái giống như là lúc nào là cái lúc mà chuẩn bị để mà bị đột quỵ não như vậy, để mình biết mình xử lý như thế nào trong cái lúc khẩn cấp. Trong lúc khẩn cấp, cái thứ nhất là gọi xe cứu thương, cái thứ Dạ. hai là đo huyết áp. Đo Nếu huyết mà áp. huyết áp cao thật là cao đó thì thường thường là do xuất huyết não, mà huyết áp chỉ cao một chút thôi đó. Thí dụ như bình thường huyết áp là 130, 140 mà bây giờ nó lên 160 hay là 170 thì cái đó có thể là do nghẽn mạch máu não. Nhưng mà nếu nó lên 180, 190, 200, 210, 220, cái đó thường thường là do xuất huyết não. Dạ. Chính vì vậy mà trong cái chương trình trước đó, thưa với quý vị, là bác sĩ Liêm có nói mỗi nhà nên có một cái máy để mà đo huyết áp của mình. Tại nhiều khi mình không biết là mình bị bệnh huyết áp, nhưng mà khi mình mệt, mình nhức đầu thì mình nên đo để mình biết chắc là cái gì. Đúng rồi, nếu Dạ. mà đột quỵ não hay là đột quỵ tim, áp huyết nó không lên cao quá 180, có thể nhai 2 viên aspirin. Nhưng Dạ. mà nếu mà đột quỵ não áp huyết lên trên 180, 190, 200 thì đừng nhai aspirin, tại vì khi đó là xuất huyết não. Dạ. Wow, đó chính chính vì vậy đây đây là một cái lý do mà tại sao mình cần có cái máy để mà đo huyết áp. Sẵn đây thì Rachel cũng muốn khảo sát luôn, tại vì qua cái chương trình Rachel với bác sĩ Liêm nói chuyện về máy đo huyết áp, rồi bác sĩ Liêm chỉ là mua cái loại mà ở chỗ cái cup ở đây nè. À, thì sau đó thì Rachel nói chuyện với một số những người chị thì hỏi là có mua chưa, thì đa số là người ta một là đã mua rồi, còn hai là đã order trên Amazon chờ gửi về. Cho nên mình nói à, vậy là cái chương trình của mình cũng hữu hiệu lắm luôn. Chính bản thân nhà của Rachel cũng không có cái máy này, cho nên mình cũng đi tìm để mình mua. Thì sẵn đây Rachel hỏi luôn là bao nhiêu quý vị xem cái chương trình này, thì sau đó thì quý vị là khoảng trong một tuần mấy 2 tuần nay trở lại thì quý vị đi ra ngoài mua cái máy đo huyết áp ở nhà, thì sẵn để lại cái thống kê để mình biết nha. Không, nhưng mà thiệt đó bác sĩ Liêm, tại qua cái chương trình người ta mới hiểu được là ồ ở nhà mình cần có cái máy đo huyết áp, tại vì thường thường mình nghĩ ồ mình đâu có bị đâu, tôi chưa bị mà, tôi còn trẻ, tôi tập thể dục mà. Tại vì chồng của một người quen á là cũng đi tập thể dục thường xuyên, rồi qua cái chương trình này cái bắt đầu cũng mang máy về đo, thì bây giờ đo ra là ồ anh này anh cũng bị cao huyết áp đấy, rồi bắt đầu là đi bác sĩ chứ hoàn toàn là không biết gì hết. Đúng rồi. Dạ. Thì hồi xưa thì máy đo huyết áp rồi phải dùng cái ống nghe để mà bỏ vào mạch máu để nghe, thì nó không có thực tiễn. Nhưng mà bây giờ nó có tự động nó đọc, cái gì cũng có sensor, cũng có computer trong, thành ra nó tự động nó đọc ra cho mình. Thì tại sao mình không mua một, mà nó cũng không quá đắt tiền, thì tại sao không mua cái để ở nhà? Dạ. Rất là hay. À, và đồng thời mà khi mà mình nói về là bệnh não nói chung đi, thì thường thường có nhiều cái bệnh nó liên quan đến não không bác sĩ Liên? Rất nhiều bệnh, Rất nhiều thành bệnh. ra mới có một cái chuyên khoa riêng gọi là neurology, chuyên khoa về thần kinh não bộ đó. Đừng có lộn với thần kinh tâm trí, đó là psychiatry. Dạ. Người Việt Nam hay lộn tầm bậy đó. Dạ. Rõ ràng. Rachel có biết cái anh bác sĩ này là chuyên về bác sĩ tâm thần, xong hỏi là à, vậy anh muốn lên để mà chia sẻ về vấn đề bệnh của chuyên ngành của anh. Ông nói không, bệnh của anh là chuyên về tâm thần, mà tâm thần trẻ em nói chuyện nó so stressful, nói chuyện nghe nó depressed lắm, cho nên là những cái chuyện này không có chia sẻ được, chuyện nó buồn lắm. Tôi có một bà bạn cùng lớp, bà rất giỏi về bệnh tâm lý và tâm thần ở trẻ em. Bà tên là bác sĩ Phạm Ngọc Thanh, thì bà vẫn còn ở Việt Nam và hiện nay bà làm, mặc dù ở tuổi lớn cùng tuổi với tôi, bà nói tiếng Pháp, tiếng Anh rất giỏi. Nhưng mà bà ở Việt Nam, hồi trước bà học trường Đầm, trường nhưng mà bà rất giỏi về bệnh tâm lý tâm thần trẻ em. Hồi trước Việt Nam đâu có biết là bệnh tự kỷ của trẻ em nhiều, rồi
thấy mà đứa đứa trẻ nào mà nó như vậy thì tưởng là ma ám, quỷ ám này kia, rồi trừ tà trừ bùa rồi này kia. Thật ra là những cái bệnh về thuộc loại tự kỷ. Bà có qua Mỹ tu nghiệp một thời gian rồi bà trở về thì bà đã quảng bá và dạy nhiều người ở Việt Nam, thành ra bây giờ họ biết nhiều hơn về cái ngành đó, cũng nhờ bà bạn của tôi là bà bác sĩ Phạm Ngọc Thanh. Nếu mà Rachel muốn phỏng vấn bà thì để tôi liên lạc, tôi hỏi coi bà có muốn không. Vậy vậy là bạn của bác sĩ Liêm năm nay cũng là khoảng chừng hàng bảy. Nhé, Học 75, chung hả? 76 tuổi. Mà cái chương trình của mình nhiều 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 khi ưa nói về tự do, rồi nói về thời sự, thì không biết là Cái người đó bạn của bác sĩ Liêm ở trong nước thì có bị khó khăn gì không? tôi không biết, Thì cái đó đó tôi không đó biết. đó. Tôi không muốn phân biệt người người Việt Nam ở ngoài Việt Nam và người Việt Nam ở trong Việt Nam. Tôi muốn tất cả mọi người Việt Nam đều được hưởng tự do, đều có được săn sóc về y khoa y tế tốt. Tôi không chấp nhận một cái excuse nào hết. Vâng, cảm ơn bác sĩ Liêm. Hiện tại thì cái đề tài đột quỵ não, xuất huyết não và nghẽn mạch máu não như thế này thì không biết là còn gì mà Rachel chưa hỏi mà bác sĩ Liêm cảm thấy là tôi cần chia sẻ thêm cái phần này để cho quý vị biết đây. Đột quỵ não do nghẽn mạch máu não đó là ngừa được. Nếu mà bị bệnh tim thì bác sĩ sẽ cho uống những cái thứ thuốc đúng cho bệnh tim để khỏi bị đột quỵ não. Nếu bị cao huyết áp chữa cho đúng thì sẽ không bị đột quỵ não. Cái đó là khoa học đã chứng tỏ rất là rõ ràng. Còn cái xuất huyết não có khi ngừa được, có khi ngừa không được. Nói về thức ăn một tí xíu này, tại vì thường thường Rachel thấy khán giả với lại chính bản thân Rachel cũng thích tìm hiểu về cái góc cạnh này đó, thì có những cái món ăn mà nó gọi là bổ cho não hay không? Ví dụ như là Rachel ưa nghe nói rằng cá hồi là tốt cho não, thì và đặc biệt nữa là cho trẻ em ăn nhiều cá thì sau này nó thông minh, thì có đúng không bác sĩ Liêm? Tại vì cá nó có choline, cái chất choline đó thì cái chất mà nó làm cái mùi hôi hôi tanh tanh ở cá đó là choline, nó sẽ trở thành acetylcholine. Nếu mà trong não mà có nhiều acetylcholine thì thường thường là não nó hoạt động tốt hơn. Nhưng mà đậu nành nó có lecithin, thì lecithin là precursor của choline, thành ra nếu mà ăn đậu nành thì nó cũng vẫn tốt vậy. Lecithin hay choline gì cũng tốt cả. Những cái người Việt Nam nói vậy rồi cũng phóng đại tầm bậy bạ, thôi ăn cho đủ protein là tốt. Đủ protein là nó sẽ có đủ thứ tốt cho não, nên tốt cho cơ thể là tốt cho não, chứ đừng có nói là vì ăn cái này uống cái kia mà tự nhiên não nó tốt hơn. Cái đó là do những người mà não không có tốt. Những người não không có tốt thì nó là ăn những cái này thì nó tốt, ok. Nhưng mà hồi nãy bác sĩ Liêm cũng phân tích là Mấy trong người cá nó não cũng có những cái não chất để mà nó giúp não bị giới hạn rồi hay, dạ hay khuyên người khác. nhưng mà chắc có thể là vì trong cá có những cái chất mà bác sĩ Liêm vừa mới chia sẻ, cho nên là thành Cái ra là đó đúng, truyền cái miệng với chắc. nhau, cái thành ra là Nhưng mà bây giờ mà ăn nhiều cá thì dễ bị ngộ độc thủy ngân, thành nó cũng vừa phải thôi. Người Việt Nam mình, thành ra tôi nói những người mà nói những cái câu mà có vẻ cực đoan như vậy là thường thường là đảo hoạt động cũng có tốt. Với lại là nhiều khi một cái thông tin đó mà qua cái miệng người này, cái qua miệng người kia là nó đã trở thành một cái thông tin sai rồi. Thành ra ăn uống cho đầy đủ, nhất là protein. Người Việt Nam ăn thiếu protein thành như vậy. Mà protein thực vật cũng tốt, mà protein động vật cũng tốt. Nhưng mà nếu ăn chay trường phải uống sinh tố B12. Cái đó là khoa học nó đã rất rõ ràng. Còn những cái chuyện là phải ăn cá hồi mới tốt rồi này kia, không không có hoàn toàn đúng. Mà còn dễ gây ngộ độc thủy ngân. Dạ rồi, cảm ơn bác sĩ Liêm. Giờ nghe như vậy chứ thường thường là chị cũng ưa nghe người ta khuyên là cho mấy đứa con của em nó ăn cá hồi nhiều đi, mốt nó thông minh, nó học giỏi. Chưa chắc, chưa có bằng chứng rõ ràng gì cả. Cảm ơn bác sĩ Phạm Hiếu Liêm rất là nhiều, đã chia sẻ nhiều cái thông tin liên quan đến là bệnh não và dinh dưỡng về não, cảm ơn bác sĩ Liêm. Và cảm ơn tất cả quý vị, xin mời bác sĩ Liêm gửi lời chào ạ. Kính chào quý khán giả.
Và thưa quý vị là nhắc lại nha, những quý vị nào chưa có bấm like thì nhớ bấm like, comment và share video, và đồng thời bấm nút subscribe nha. Chúng ta trên 90.000 rồi, còn 10.000 nữa thì chúng ta sẽ đạt được 100.000. Mà quý vị nhớ là khi mà chúng ta đạt được 100.000 subscriber thì chúng ta có 2 tiếng để livestream cùng với giáo sư bác sĩ Phạm Hiếu Liêm nha. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Liêm. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video sau. Bye bye. Bye bye.